Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay mình sẽ thay áo cho cái bàn phím này. Bữa giờ xài bắt đầu này, cái phím nó cũng màu đen rồi các bạn. Thì bây giờ để mình thay áo cho cái bàn phím này cho nó đẹp. Sẵn đây mình thay cái vàng nè. Gateron Cap V2. Những con này thì một số mình lúp rồi, một số thì mình thấy nó trơn rồi, mình không có lúp. Chứ không phải là lúp hết nha các bạn. Để số mình thấy nó, bây giờ mình nhổ ra nha các bạn nha. Đây, các bạn thấy rồi. Mình nhổ ra. Trong này thì mình cũng làm không có đều. Bữa mình nói với các bạn đây là Arco Starfish. Thì game cũng ổn lắm các bạn. Nói chung là quên cho các bạn nghe cái âm thanh nó trước. Âm đầm mà ấm lắm. Nó chậm. Đây là Starfish và Aqua bạc nha các bạn. Starfish và Aqua bạc. Thì cái bộ key cap này mình nói luôn các bạn là cũng rất là ok. Nói chung là cũng rất là ok. Ở dàn trên là mình dùng Aqua Starfish, ở dàn dưới mình dùng Aqua bạc các bạn. Rồi. Ở đây lại có một con keyboard. Mình coi thử nha các bạn. Rồi mặt ngược, con này mặt ngược nè. Cái này mình cái dàn stop mình đã có lúp sơ, lúp thôi nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình nhổ nhanh nha các bạn. Nhổ cái này cũng không có quá khó đâu, các bạn cứ dở thẳng dưới lên và có lực vừa phải. Lúc đầu chưa có quen thì sẽ hư vài con. Không phải hư đó các bạn, bị cong chân thôi, chứ nói hư là không đúng nha. Cong chân thôi, mình sẽ bị cong chân vài con. Con nào cứng quá các bạn cứ để đó, thôi mình quay lại. Gì vội. Những con hơi cứng. Các bạn cẩn thận nha. Cái chân này mà nó đi luôn cái chân cấm là nguy hiểm lắm nha các bạn. Đi chân này thì được, đi chân cấm thì phải hàn lại. Nhưng mà có một điều mình không hiểu, cái con Aqua xanh này nè các bạn. Nó cấm vô là nó cực kỳ chắc. Mình không hiểu tại sao mà nó chắc đúng. Nó không có giống mấy con Aqua bạc. Aqua bạc mình cảm thấy là chắc nhưng mà dở ra là lên. Còn mấy con Aqua xanh, mấy con Aqua Starfish nó chắc dữ lắm, nhiều khi dở hoài luôn không lên luôn á. Nên chính vì vậy mà có nhiều bạn mà bị đứt chân sốc két á, là vậy á. Thường là bị Aqua xanh nha các bạn nha, đứt chân sốc két đó. Đa số là các bạn trong cái hội nhóm hay cái review comment thì
đa số các bạn bị con echo xanh là nhiều. Có lẽ nó làm quá tương thích, sao gắn vô không tính nghĩ sẽ tháo ra, nên là dẫn tới là các bạn sẽ bị gãy chân. Nhiều bạn kêu mình là lấy cái này đổ silicon đi, thì mình không có đổ silicon. Các bạn thì cũng tùy mỗi người một ý, nhưng mà mình là cố gắng cái gì đây là cái bàn phím nhẹ, mong muốn di chuyển liên tục, mà giờ kêu đổ silicon thì nó nặng quá, càng nhẹ càng tốt. Các bạn kêu đổ silicon thì nó sẽ quá nặng. Các bạn đừng nói nha, silicon mà đổ cả nguyên cái đế bàn phím này, cầm cái bàn phím là nó nặng dữ lắm. Trong đó cái bàn phím này mình bỏ ba lô rồi mình di chuyển thật là nhanh à, thì mỗi người một ý nha các bạn. Tùy các bạn thích thì các bạn cứ làm. Không biết tại sao còn sót một cái bốc rau nè. À chắc bữa hổm mình test. Chắc bữa hổm mình test hay sao á, nên là còn sót con cái bốc rau. Chứ dạo này mình đổi qua Aco hết các bạn. Bây giờ mình đổi qua Aco hết, sao sẽ sót thằng cái bốc này. Thằng cái bốc này chưa lúc nè các bạn. Chưa lúc nè, chắc bữa test quá. Tại vì mình hay test cho mấy bạn lại chơi á, cái cảm nhận về cái sản phẩm. Nhiều khi quên mất, quên tháo ra đổi lại. Rồi. Đầu tiên là mình đã tháo ra xong hết. Rồi các cái có con nào chưa lúp hình nha các bạn ha. Này lúp rồi. Tất cả đã lúp rồi. Rồi. Đây các bạn. Đèn các bạn. Mạch ngược nè các bạn, mạch ngược là đèn các bạn thấy nó nằm ở trên không? Đó, mạch ngược nè. Đây, mạch ngược. Là đèn nằm trên nè, ha, các bạn nhìn nè. Nhiều bạn nói nó mỏng. Mình thấy không đến nổi đâu. Mình thấy là mình di chuyển cần di chuyển nhanh. Rồi bây giờ mà các bạn kêu chứ thôi thì đổ silicon, mình chưa nghĩ tới việc đó. Thì mình trao đổi với các bạn luôn như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đưa chiếc vàng Gatheron này vô ha các bạn ha. Rồi Gatheron này vô. Rồi mình sẽ đưa vàng Gatheron này vô. Gatheron này bữa mình mua sẽ kiểm tra trước, có nghĩa bấm con nào mà nó sượng các bạn là mình sẽ loại dây máy ra nha các bạn nha. Bấm con nào mà cứ mà mình test cho các bạn, tùy các bạn nha, tại vì người ta nói là nhà máy lúc rồi thì bây giờ mình ok, mình sẽ không lúc lại.
giảm mập thì chết. Rồi. Đưa về à, mạnh tay quá. Đưa về chế độ này mà ha. Tuy ảnh yếu ớt nhưng mà do cái dạng Gatoron Cup V2 này ảnh 5 chân nên ảnh chắc. Đây là lý do tại sao mà gõ ảnh giòn. Mình không có lấy ra trước, lấy ra trước thì các bạn sẽ nói là lúp bùa làm phim gì đó. Mình không có lấy ra trước các bạn, làm tới đâu mình sẽ lấy tới đó để các bạn khỏi phải nói. Nhiều khi chỉ trò chơi thôi mà gây tranh cãi cũng phiền. Có thể với nhiều bạn đây là cuộc sống của họ, nhưng với mình thì nhiều khi nó chỉ là cuộc chơi thôi. Nhưng một cái trò chơi thì mà lại gây tranh cãi phiền phức. Chơi bằng phím custom á các bạn thì nhiều khi nó kêu bạn thật là nó cũng hên xui. Có những bàn phím rất là tốt, những bàn phím chơi nó nói chung là ưng ý mình là được, ai nói gì kệ các bạn. Đó, nhà mình cũng tiếp nhận cái ý kiến của người ta mà mình làm là cho mình rồi các bạn, để cái nào nó phù hợp là được. Còn mình làm cho mình xài mà có phải cho người khác xài đâu, mà nghe ý người ta cho mình nghe để mình tiếp nhận ý anh em để coi có cái nào mà chưa hay mình làm cho nó hay. Rồi chứ cuối cùng mình cũng sẽ là người xài bàn phím này chứ ai xài rồi. Tại vì có một số anh em khi mà mod cái đáy á, mà các anh em chơi cái form á, các anh em phải chuẩn bị động nước nha. Bạn nào mà ngồi máy lạnh nhiều ha, khu vực máy lạnh nhiều nha, mà nóng ban ngày nóng thật nóng, ban đêm lạnh thật lạnh đồ này nọ, mà anh em mà uống nước đồ này nọ, mà anh em có cái anh kiểm em cẩn thận nha. Ví dụ những bàn phím mà nó có cái nắp đậy như này đỡ nè, ít bụi mịt như nè, còn bàn phím nào mà không có là bị dữ lắm nha anh em. Anh em mình cẩn thận. Rồi bây giờ sẽ lên đèn thử cho nó một cái. Rồi các bạn nhìn thử ha. Mình sẽ tắt cái đèn cho bạn xem nha. Đó, để mình tắt cái đèn cho bạn xem ha.
sẽ tắt cái điện cho các bạn xem. Đó, rất là đẹp nha các bạn ha, rất đẹp nha. Đây, mình sẽ tắt luôn cái đèn kia cho các bạn xem cho nó rõ ràng. Đó, đây. Tuy là ngược nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Tuy là ngược nhưng mà rất là đẹp nha. Milky, mấy thằng Milky thì thường rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn thử mấy thằng Milky thường rất là đẹp. Nhiều bạn nói là dùng phần mềm, không cần phần mềm test phím làm gì đâu. Các bạn test trên phím, các bạn nhấn từ nút nút lên đèn để các bạn biết mà. Mấy thằng Milky là rất là đẹp. Cái này là Gateron Cap V2. Mình mở đèn này nha các bạn nha. Cho các bạn thấy. Thì để rồi các bạn ha. Thì các bạn cũng nhìn thấy rồi đó, đèn nó vậy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái phần công việc kế tiếp nha các bạn nha. Rồi, xin phép các bạn. Rồi bây giờ thay áo cho nó, bộ áo mới của nó đây. Bộ áo mới của nó. Rồi, các bạn đợi mình xíu. Thì trước khi vô bộ áo mới thì bạn cũng nói là anh ơi cho em coi lại cái bộ đồ lòng của nó, của cái con Miu. Bây giờ các bạn muốn coi thì mình sẽ cho các bạn coi lại trước khi mình vô cái các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn muốn coi nó đúng không, dễ lắm. Mấy giây gì à? Con này là bốn chân nè, tại vì Miu là nó không có căng thẳng, có nghĩa là Miu là cái nó bóp nhẹ nên cái là nó nổi lên à. Rồi đây là bạn Miu nữa bạn. Đó, lúc rồi nó dầu lâm la hết nè các bạn nhìn nha. Thấy không? Cái chân nó cái chân nó dài ở dưới dài lên nè, các bạn nhìn thấy cái chân dưới dài lên nè. Rồi còn cái đầu này nó ngược lại nè các bạn. Đầu này đầu đực, có nghĩa là cái đế là đầu đực, còn cái phía trên lại là đầu cái nè các bạn. Phía trên đầu cái nè. Đó, các bạn nhìn thấy phía trên đầu cái không? Đấy, phía trên là đầu cái nè. Phía dưới là đầu đực. Còn bình thường một cái cây khác, một cái switch ấy, thì thường là nó sẽ ngược lại các bạn. Thường thì switch thì cái housing á, cái housing của nó thường là nó như thế này, thì cái tem nó là tem đực. Còn thằng này thì cái tem, cái chân tem là tem cái à, nó ngược lại. Rồi thì chút nữa mình tính nào. Rồi giờ mình sẽ thay cái này vô. Giờ mỗi người một ý. Mình thấy đẹp, các bạn có thể các bạn không thích loại cái này. Mình thì mình thấy nó rất là đẹp. Đó là những con Gundam. Những con Gundam các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ thay nha các bạn nha. Đầu vô mình sẽ test thử nghe cho có gì thay ra kịp. Rồi. Mình tắt đi, làm xong mình mở lại.
tạm ổn các bạn, chưa phải ngon lắm nhưng mà rất là chắc chắn và tạm ổn. Ồ, sổ này khó lấy dữ, làm sâu quá. Bản này 67 phím nên là có thể có sự khác biệt. Một bất ngờ nho nhỏ nha các bạn. Sau mình cảm thấy Milky cái Gatherum nó yếu ớt nhưng mà vô đây nó cứng cáp, không ngờ các bạn. Rồi, ngộ quá, thử hết rồi. Thời gian này mình tính rách dặn khi trước nhưng mà sao dàn em này nó có gì đó hơi khó rách các bạn. Cái dàn phím này mình thấy khó quá, không biết luôn. Chà, hấp dẫn đi các bạn. Này chưa đi bốn mốt này rồi bốn này là rồi nhựa như thế nào ta nói nhựa rất là tốt các bạn, không bị bá dớ, không có bị kia, rất là tốt, nhựa rất tốt. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng các phím bay up, bay down. Bay up, bay down. Bay up. Ê. Bay down. Bay up, bay down. Và nút delete. Delete lại.
bay up bay down. Có nghĩa là không phải rồi. Bay up bay down, mình sẽ nhìn. Nút đen, nút delete này là không đúng nè các bạn. À, có thể là mình sẽ sử dụng phím mà sẽ cho một phím mà không đúng rồi, không đúng rồi, tại vì phím nó không như thế này được. À, ok. Bây up bây down này à, mình cũng nhìn ok nhưng mà mình thấy không ổn ổn. Mình thử coi hàng công bây down kiểu như sao nha các bạn nha. Nếu mà bây down này hình như nó bị ngược. Bay up bay down, có gì đó nó ngộ ngộ. À, ủa, xin lỗi nhầm, hai con bay down, con này phải là con bay up chứ, con này sẽ là con bay up. Ủa sao bay down nhiều dữ, là con bay up, bay up, bay up. Ồ, cao quá. Ok các bạn. Rồi, cơ bản đã xong.
con bi ốc nữa, còn một con bi ốc nữa các bạn ha, một con bi ốc nữa nè, đó một con bi ốc nữa. Để con bi ốc này thử cái đao này là có thể không phải nè. Bàn phím 67 phím thì các bạn biết là nó khó lượng phím. À, nhìn thấy. Rồi. Ok. Rồi như vậy đã xong cái bàn phím của mình ha các bạn ha. Vậy là các bạn thấy là xong rồi đó. Thì xin lỗi các bạn có tiếng hét em bé nha, thông cảm. Lộn xộn quá. Rồi bây giờ như thế này ha. Thì mình sẽ test bàn phím lên hết rồi. Mà chưa đẹp lắm đúng không các bạn. Để mình coi coi. Mình coi coi cái mình coi coi cái thay vô mình sẽ thay vô cái phím EFS này bằng những cái phím này ha các bạn ha. Còn phím nào nữa ha. Rồi như vậy là ổn nha các bạn. Rồi thì rồi hai con hai sừng hai bên. Rồi ở đây thì EFS là mình sẽ thay vô là cho bốn phím là 5678 thôi các bạn ha. Rồi năm sáu bảy tám nha. Rồi mình sẽ lấy phím 5678 ra nha các bạn. Xin lỗi các bạn nha, tiếng em bé khóc dữ quá mình cũng không muốn. Rồi bây giờ thì mình xin test âm thanh ha các bạn ha. Thì để trước khi test âm thanh mình lên đèn cho nó đẹp không các bạn ha. Rồi các bạn nhìn thấy đèn cũng rất là đẹp ha. Rồi, bây giờ mình test âm thanh thử ha. Âm giòn rất là chắc nha các bạn nha. Ở chỗ này nó bị trầm do là nó các bạn thông cảm, nó vô ngay chỗ dặn vít. Chứ cái con già, cái con mà Gateron Mew, Gateron mà Cap V2 này nó giòn dữ lắm mà. Âm nó to hơn cái con Akuba. Nhưng mà ngược lại thì âm thanh nó to hơn Akuba. Chân nó chắc hơn, nhưng mà cái độ rơ phím thì nó nhiều hơn. Nó bị lắc nhiều. Không như Akuba nó không có lắc nhiều lắm. Nhưng mà là nó trơn mượt, trơn và mượt hơn Akuba các bạn nha.
Rồi, mình đã vừa lên xong cái bàn phím LK67 sử dụng Squid Gateron Cap V2, sử dụng Squid Gateron Cap V2 với cái keycap là Gundam. Đây, Gundam đây. Bộ này mình mua cũng chỉ cái bàn phím thì mình mua khoảng 1,7 triệu, 1,6 triệu mấy. Tất nhiên là lúc mới ra nha, chứ không phải giá giờ rẻ hơn nhiều. Bộ keycap này gần 500. Gateron Milky thì Gateron Cap V2 thì một hộp này khoảng 299.000, hai hộp là hết 500 mấy, cộng này nữa thì khoảng 2,2 triệu, 2,2 triệu với cái này khoảng 2,7 triệu các bạn, 2,2 triệu với cái này khoảng 2,7 triệu. Rồi chưa mod gì hết luôn. À có lúc cho các cái tab thôi. Mình test lại nha. Ngon. Âm thanh trầm ấm, độ nảy phím tốt, giòn. Rất là ổn các bạn. Đó, các bạn thấy là rất là ổn. Rồi, làm phím chuẩn. Đây, LK67 nha các bạn. Chưa mod luôn, mà không đóng rõ rộng lắm đâu. Thì tùy các bạn thích mod thì mod. Với mình thì mình sợ nó, mình sợ nó nặng quá, mở vô ba lô dắt đi. Mình hay nói chung là ít mất, mình thường đem đi di chuyển đi nên mình ít móc đế lắm, ít lót phơm lắm các bạn. Ít đổ phơm thì có thể lót, mà ít đổ silicon lắm. Rồi, tới đây thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Thì đánh giá với cái bàn phím LK67 keycap Gateron Cap V2 rất là ngon. Âm trầm ấm. Còn nhiều bạn nói nó bị lắc thì đúng, nó có lắc nhẹ. Nó lắc nhẹ so với thằng Acobat, so với Acobat nó lắc nhiều hơn Acobat chút, nhưng mà
độ rơ mình cảm thấy đánh rất là tốt, mình chụp vô phím cũng rất là tốt, không đến nỗi mà quá tệ đâu các bạn. Nói chung là đáng mua trong tầm giá mà 299.000 cho 35 con thì rất là đáng mua ha. Các bạn có thể là xem cái nào nó phù hợp với mình thì các bạn chọn thôi. Thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Thì mình xin chào, chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào.